khách Sài Gòn lên bán cho Trần Anh mẫu này nè anh em, hồ sơ ký rút đường nha, 2.0 nè, bánh treo anh em. Xe này thì anh em đừng nói gì cả, đợt trước sơn đen à, đợt trước sơn nó đen, chủ nhà về đưa vô hãng tắm nguyên nước sơn luôn, mới thu vua có một hai chỗ chảy xước, mới chỗ này để cho anh dặm cho nhẹ nhẹ thôi. Em này gốc Sài Gòn 2005 luôn, xe đẹp lắm anh em, dòng xe bánh treo. Đây là hai vợ chồng đây. Ủa em hỏi này coi, cái xe này vô bao nhiêu tiền người chơi rồi? Vô hơi bị nhiều đó, vô trên trăm rồi đó. Cả trăm triệu rồi hả? Đúng rồi. Sơn lại nước sơn trong hãng luôn hả? Sơn lại trong hãng ra luôn. Vậy hả? Nói thẳng là em sơn lại, em làm lại hết luôn rồi đó. Chỉ có chạy thôi. Nói thẳng câu em rất là mạnh. Máy móc, đúng là máy lạnh là mạnh. Bỏ ra điều đó. Này máy rin mà. Tại em kẹt, đúng rồi, em kẹt thì em mới tạm thời thôi. Chứ còn nếu mà kẹt thì ngày mai em sẽ còn quay lên đấy này nữa. Em đóng tiền đất, em làm tiền đất xong quay lên. Ok, cảm ơn em. Hai vợ chồng đi ký nha. Okay, anh quay clip đây là ông xe này của anh trai. Hôm nay Trần Anh thu lại mẫu này. Đồ chơi anh em nước sơn tắm ở hãng luôn em, ghê không? Ngày xưa màu đen, chủ nhà về đưa vô hãng tắm lại nguyên con luôn. Vỏ chủ nhà thay mới nè. Bốn qua vỏ mới 100%. Hả? Bán xe rất là tiếc luôn á. Tiếc hả? Nhưng mà lại kẹt cái là vụ ba giấy tờ đất mà mới bắt buộc thôi. Ừ. Đẹp quá trời luôn. Xe còn cứng nhắc à. Xe này thì nè, cái vô lăng của đời máy lạnh này khỏi nói rồi, máy lạnh này khỏi nói. Anh chị nè, chủ nhà đi chăm chút từng ly từng tí, từ cụ số cũng thay mới. Đây nè, dàn trần lên phương toàn bộ hệ thống trần 5D nè. Hành trình đầy đủ hết, không thiếu gì đâu. Xe đẹp lắm nè, keo rin hết nè. Ủa đường trước tắm ở trong hãng mẫu này người ta lấy bao nhiêu tiền á? Lấy em hết là 25 triệu á. 25 triệu tắm nguyên con à? Tiền tắm nguyên con á. Rồi thay bốn cái vỏ mới nữa chi? Bốn cái vỏ mới. Năm cái luôn nè. Máy lạnh luôn. Năm cái vỏ mới tinh nè. Một máy tinh nè. Máy vỏ này chưa đụng tới mà. 205 gốc Sài Gòn, xe đẹp lắm. 89820. Anh chị thấy cái mấy cái mẫu Jolly á, Trần Anh bán giá tầm 90-100 quay đầu. Anh em thấy không? Nay nhận được mẫu Jolly chủ nhà quốc nguyên con đen đen thui luôn. Nó sơn si thì phải gọi là bao đẹp, nội thất tapi tắp lô là vân gai mới ken luôn. Màu này là màu dạ quang nè, màu đen dạ quang nè, bật đèn lên thấy dạ quang lên liền. Nói chung là sơn thì màu sơn dạ quang đó. Sơn ánh kim. Ánh kim đó. Sơn ánh kim anh biết mà, cái loại này mấy triệu đó. Cái loại này sơn cực kỳ là mắc tiền. Loại sơn ánh kim là mắc tiền lắm. Sơn này ở trong hẹn nó mới có thôi. Chứ sơn ngoài không có đâu. Bây giờ mới chịu thôi, cái công việc tiền đất. Nói chung là thằng em nó kẹt tiền nó bán chứ không thôi là nó không bán xe này đâu. Tại vì vô đồ chơi tất tần tật, vô cả trăm vô. Đồ hết, đồ mới hết rồi. Cả trăm không? Là trên 120 á. Ghê. Cái sàn cái trần không đủ không biết bao nhiêu tiền rồi, trần này gì? Cái trần đấy bọc bao nhiêu tiền á? Cái trần này không là 17 triệu. Rồi dàn ghế. Ghế, cả trần ghế là 17 18 triệu á. Kinh. Màn hình các kiểu luôn. Đúng rồi, cả trăm á bà con, xe đẹp lắm. Vỏ chủ nhà thay bốn cái vỏ mới là biết bao nhiêu tiền rồi. Vỏ này anh chị coi dàn mâm nè, dàn mâm là con mới cỡ này nè, đăng kiểm tháng 4/24 đây anh em. Chày một hai chỗ không quan trọng đâu nè, lên đèn bi hết toàn bộ rồi, full hết toàn bộ rồi. Xe đẹp không? Xe em ru à, mấy em ru à. Thôi xe này bán cho anh thì giờ là của anh, mới muốn lại giao lưu tiếp. Nay mai em cứ gặp lên, nếu ổn không em đi gặp anh lại mà. Ok anh chị, người ta kỹ nè, cái lót sàn người ta cũng thay mới nè anh chị, thấy không? Da da xịn nè, lót sàn là thay đồ xịn không, ghế nè đẹp không? Đó, xe này rửa nước ghế là phải gọi là ken sao em rồi. Xe này như anh thấy em cũng ít chạy đúng không? Ít chạy lắm, em mới chạy lắm. Nhưng mà em bọc cái bộ ghế 5D nè, anh thấy là bộ ghế là bộ ghế xịn nè. Đúng rồi, da này da xịn nè, dày lắm, bộ này dày lắm. Da này hơi bị ngon đó. Đúng rồi, y chang da rim vậy. Nè. Da này phải da công nghiệp đâu, da xịn. Anh em phải đẹp không? Ốc tán ở trong là nguyên si hết nha, da nè, tắp bi cũng da hết toàn bộ, xe đẹp lắm. Máy móc yên tâm. Đây nè, cái vô lăng nè, cái vô lăng đời 2005 nè. Em này gốc Sài Gòn luôn nha anh em nha. Nè, màn hình Android nè, kết hợp là cam hành trình nè, cam da nè. Cái này là toàn anh em mới đi toàn bộ chơi xịn. Anh chị nè, đẹp quá đã không? Máy lạnh mở thì thôi luôn. Em này chạy, em chạy có bao nhiêu lít? Em chạy, nếu em chạy đường trường, chạy biết chạy thì chỉ có 10 lít, 11 lít lên má à. Vậy hả? Đó, đúng. Em chạy hồi sáng em đổ 300, em còn nửa bình đổ 300 là đầy bình á, chạy lên đây đó còn bao nhiêu lít? Còn quá trời, còn đầy bình xăng luôn. Đó. Tôi Sài Gòn lên đây á. Ok. Mở cho anh cục máy đi, anh coi thử cục máy của em rồi. Xe đẹp lắm anh em.
Cọp lắm. Cục máy em máy móc là yên tâm. Cục máy em rung. Em này canh nhẹ này mặt nắp cam cò. Này có canh nhẹ mặt nắp cam cò rồi. Canh là lúc canh lâu rồi. Đúng rồi. Phải canh thôi chứ không canh rồi mới được. Rút bê. Này quạt gió, quạt cái này thay rồi nè. Thay quạt luôn hả? Thay luôn rồi nè. À thay cái quạt ly tâm mới rồi. Mới thay luôn nè. À. Nói chung là thay cái mấy cái này cái gần dưới cái lọc gió mấy rồi là thấy hết rồi nè. Vậy hả? À thấy thay cái quạt ly tâm rồi kìa. Quạt ly tâm thay luôn đó, quạt là quay theo hãng luôn đó. Đúng. Chơi đàn đồ hãng không à? Khiếp. Dừng. Trăm mấy mà. Vô con xe hết trăm mấy chục triệu rồi. Không xe. Đổ hơi đâu yên tâm. Xài hệ thống bếp phun xe cọp lắm em. Cọp lắm. Xe này nhẹ thôi. Như mặt nắp đầu ron cam cò có canh nhẹ thôi nha. Còn ngoài thứ mọi thứ là ok hết. Có như tại vì lúc nó hơi yếu canh lại cho nó ấy chứ thôi. Ừ. Như anh em biết rồi đó, chủ nhà cũng thay vô quẹt mới nè. Nói chung là em không cần nói, nhìn lại anh biết là em thay đồ mới rồi. Quan trọng là em thay đồ hãng luôn đúng không? Hãng không rồi, không có đồ hoài. Keo nè. Keo chăm chăm. Nha. Mẫu này thì nếu mà nói về sân rim thì hết sân rim, nhưng mà thằng em nó đưa qua nó tắm qua nước sân của hãng còn còn mắc hơn cái sân rim nữa. À, đẹp không? Quá trời xe. Xe cực kỳ em, yên tâm. Rồi, đóng, đóng nắp rồi đi. Đóng nắp rồi Quyên. Nó có một hai chỗ là chày xước nhẹ nhẹ thôi. Chày không nhầm gì hết. Về Trần Anh dặm lại cái. Nói chung là cũng vừa mua xong. Đang ra phòng công chứng để cho vợ em nó ký giấy tờ ở bên em đây. Dán toàn bộ hệ thống phim cách nhiệt nè. Phim 3M. Phim xịn nha. Phim này phim xịn đó. Phải à? Bộ phim này giá không là 7 triệu gần 8 triệu đó. Kinh. Xung quanh đó luôn á. Thì nó với nhiều tiền như thế. Phim này là phim chống nóng mà. Ta anh chị thấy người ta đam mê xe không? Đam mê xe là bắt đầu người ta bỏ tiền ra, người ta làm rất là nhiều thứ, người ta không có tiếc. Nhưng mà đến lúc một ngày đó đất nó kẹt, người ta kẹt tiền thì người ta cũng bán lại cho Trần Anh. Ôi, yên tâm nè. Chủ xe nó đó. Kỹ. Tại vì đi mới đi đi xa về nó có két á. À, mới đi biển đúng không? Đúng rồi. Mới đi biển về hay két không nè. À, két biển nè. Lót sàn nè, mới tinh luôn, bọc toàn bộ lót sàn mới hết. Đinh bấm nè. Cậu Quyên bây giờ không có gì mất mát gì đâu. Nguyên xì hết. Mấy cái cục chống chuột treo chỗ nào á? À? Quá đẹp. Mấy cục chống chuột á? Đóng nắp lại. Chống chuột à? Mấy cục chống nào á? Treo đâu? Nào em treo đằng sau đây nè, để dàn kính phía sau nè anh em, là dàn kính phía sau chủ nhà dán phim xịn không? Dán toàn bộ hệ thống phim xịn đây nè. Cái phim xịn đó anh em sẽ để ý nhìn đây là có cái logo nè. Logo của phim xịn. Không, tại vì thằng em nó nói thì mình nghe thôi, nhưng mà mình biết đâu là thật, đâu là giả anh em nha. Thật đó, cái xe này được trước thôi. Hồi trước Trường Anh trẻ nó trăm, cái đây mấy tháng trẻ nó 120 nó bán rồi. Giờ nó chạy tiền qua bán số rim rồi, số cô réo rồi anh chị. Đó gần rồi, sạch sẽ khô réo anh em nha. Vẫn động toàn bộ hệ thống cầu sau. Lần trước là em mua bao nhiêu cái xe này đó? Lâu rồi. Cái này được em mua của anh là 160 mấy á. Cái đây mấy năm rồi? 2 năm. 160 mấy về bỏ em bỏ 200, 100 mấy nữa, gần 200. Giờ là chạy ra cái xe này nó đến 200 mấy, gần 300 triệu. Xin vãi thời. Dạ mang. Cái này 2 năm được trước vô ly nó đang còn hot. Tiếc thì không tiếc đó, em vô đồ nhiều quá em tiếc lắm, giờ cái kẹt cái chịu thôi. Cái đây 2 năm thì vô ly nó đang còn hot, rất hot nha anh em nha, toàn giá 150, 160, 150. Nói chung mà xe này về chỉ có chạy thôi, không có sửa gì nữa. Vậy hả? Tóm tắt là như vậy. Kinh. Em này à, đăng kiểm tháng 4/24, mẫu này đăng kiểm 1 năm nha anh em nha, đăng kiểm 1 năm có 1-2 chỗ trời thôi, màu đen bóng loáng luôn. Xe này rửa đánh bát lên phát là em bảo với bà con cô bác nhìn không ra đâu, từ cái hệ thống kính của em nó là kính rin theo xe hết toàn bộ nè, nó kính rin hết toàn bộ. Đúng rồi, thì anh biết mà, cái này cũng thay rồi nè, giặt mưa cũng thay luôn à? Thay rồi luôn nè, ngập mưa coi là mà rồi mua về là nó bị hư nè, thay luôn nhưng giặt mưa mới luôn, giặt luôn. Mới gần đợt trước thay 5 cái vỏ hết nhiêu tiền không? 5 cái vỏ này là 12 triệu. Kinh. Hàng ghi xe em bỏ vô trăm, hơn là trăm đúng rồi. Chạy ra cái xe này em vô 200 mấy chục triệu rồi. Nói chung là cái này là cái đam mê của mình. Nói chung là đam mê. Thích là em chơi à, không thích. À. Thôi được rồi. Thôi quay clip tới đây thôi. Anh em thích mẫu này thì anh em alo lại cho Trần Anh ô tô nha. Bán kiếm mấy triệu cho lên đường luôn. Vậy thôi anh em. Chào anh em nha.